của Sống Xanh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, tại một số tỉnh thành phố như Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh đã chứng kiến một cảnh tượng, đó là vào buổi sáng sớm nhưng trời vẫn tối đen như mực trong vòng khoảng 10 đến 15 phút. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người lo ngại, không hiểu vấn đề bất thường gì đang xảy ra. Và chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương để có câu trả lời về vấn đề này. Thời gian vừa qua thì liên tiếp xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường như là ngày biến thành đêm hoặc là mưa gió tố lốc ở nhiều địa phương trên cả nước. Xin ông cho biết nguyên nhân của các hiện tượng thời tiết này. Vâng, chúng ta đều biết là đây là đang vào một cái thời kỳ mà thời tiết nó thay đổi rất nhiều, tức là chuyển giữa mùa lạnh sang mùa nóng, giữa mùa xuân sang mùa đông sang mùa xuân, tất cả những khi mà có cái hiện tượng cái chuyển mùa này thì nó xuất hiện rất nhiều các cái hiện tượng gọi là chúng tôi gọi là cái hiện tượng dông nguy hiểm, cái dông mạnh ấy. Khi mà một cái cơn dông mạnh mà phát triển ấy, thì nó phát triển lên cái độ sâu rất cao. Một cái đám mây có thể nó từ mặt đất kéo dài lên tận khoảng 12 km. Như vậy với cái đám mây như thế thì nó đã che phủ cái lượng ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống trên đất, làm cho trời trở nên tối om lên như là vào buổi. Cái này thì chúng ta vẫn hay gặp vào các cơn dông buổi chiều của mùa hè, hoặc là các cái buổi sáng mà khi mặt trời nó đang chênh chếch thì những cái hiện tượng này là rất hay gặp. Và ngoài ra thì cũng vào cái thời kỳ này thì chúng ta thấy là trên hầu hết các khu vực của cả nước thì đều có cái dông mạnh và tố lốc kèm theo sét, kèm theo mưa đá, kèm theo những cái mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở rất nhiều các địa phương, tập trung chính ở vùng núi phía Bắc, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, tất cả những cái đấy nó cũng đều xuất phát từ cái việc vào cái thời kỳ đổi mùa, thời kỳ giao mùa, các cái không khí nó bất ổn định hơn, các cái sự xáo trộn của không khí nó nhiều hơn, kết hợp với các cái hình thái trên cao nữa thì nó gây ra cái dông mạnh với các cái hạt mưa đá. Và những cái hiện tượng thời tiết này có thể nói là mang tính chu kỳ. Vậy xin ông cho biết cái mức độ nguy hiểm của các hiện tượng này khi xảy ra. Vâng, theo chúng tôi thì khi đi kèm một cái trận dông mạnh ấy, thì bao giờ nó có rất nhiều các cái hiện tượng nguy hiểm đi kèm. Cái tố lốc và gió mạnh, đây là cái việc mà rất hay dễ xảy ra, làm cho tốc mái nhà, làm cho những cái nhà không kiên cố sẽ bị sụp đổ. Đấy là một loại. Còn một loại thứ hai nữa là sét đánh từ các cơn dông đánh xuống bề mặt của mặt đất hoặc các cây to cũng là rất là nguy hiểm, có thể gây ra chết người nếu như mọi người đang làm việc ở ngoài cánh đồng. Còn kèm theo cái đấy là có cái mưa đá với các cái hạt, các kích cỡ khác nhau. Kèm theo cũng thể có cả những cái mưa lớn cục bộ, tức là một cái lượng mưa rất lớn, vài 300 mm chỉ tập trung trong khoảng 1 tiếng, 2 tiếng. Nó có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất hoặc gây ra các cái ngập lụt ở các cái đô thị. Vâng, với cái mức độ nguy hiểm của các hiện tượng thời tiết này như vậy thì ông có khuyến cáo, cảnh báo gì đối với người dân ở các vùng xảy ra cái hiện tượng này? Mọi người cũng phải lưu ý đây là cái mùa của sự xảy của các cái hiện tượng này. Và khi mà nhìn thấy, tự nhiên nhìn thấy trời tối om lên thì cũng phải lưu ý là sắp có một cơn dông to nó đến, thì chúng ta phải đi trú ở trong những cái nhà mà nó có tương đối kiên cố. Ví dụ những cái nhà mái bằng hoặc những nhà mái ngói, nhưng mà phải mái nó chắc chắn và kiên cố thì để tránh những cái mưa đá hoặc tránh tố lốc nó đến. Đây là một cái việc. Rồi là nếu mà ban đêm ấy, thì mọi người sẽ thấy được ban đêm chúng ta không quan sát được cái tối om đấy, nhưng chúng ta thấy là đang có gió mà tự nhiên lặng gió lại thì cũng là một cái dấu hiệu để một cái cơn dông sắp đến. Chúng ta có thể chạy sang hàng xóm nếu nhà mình không kiên cố. Và đặc biệt nữa là sét ở ngoài cánh đồng, ở những cái nơi mà quang đãng là cần phải có lưu ý, chúng ta sẽ phải tránh sét. Và trong những cái nhà mà có các cột thu lôi hoặc là không trú mưa dưới gốc cây to, tất cả những cái này là phải lưu ý trong cái giao mùa này. Sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra và cũng đang không ngừng tác động đến chính chúng ta. Giờ đây, mỗi người cần là một phần của giải pháp. Còn bạn sẽ làm gì?